Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay tôi xin trình bày nội dung cách gieo quẻ bằng đồng xu. Đây là bước tiếp theo khi đương sự phát ra ý muốn biết, tức hỏi quẻ. Việc gieo quẻ bằng đồng xu tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong thực tế tôi thấy rất nhiều bạn gieo quẻ, gieo một đằng, quẻ lên một nẻo. Rất hay bị nhầm lẫn giữa hào âm, hào dương, suy ra từ kết quả gieo quẻ bằng đồng xu. Ở bài này tôi xin trình bày phương pháp gieo bằng đồng xu, trong đó có nêu rõ trình tự, cách ghi. Chỉ cần nhớ được trình tự đó, cách ghi đó thì các bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn giữa hào âm, hào dương khi ghi kết quả trong phép gieo quẻ bằng đồng xu. Chúng ta đi vào nội dung bài học gieo quẻ bằng đồng xu, trình tự gieo quẻ, cách ghi. Lập quẻ hay còn gọi là khởi quẻ là bước đầu tiên trong dự đoán lục hào. Người ta thường dùng 3 đồng tiền để trích xuất quái tượng, gọi là phép dùng tiền thay cỏ thi hay phép gieo quẻ đồng tiền. Bước đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị 3 đồng xu âm dương như hình sau. Chúng ta quy ước mặt có hình là mặt sấp, là dương, ký hiệu là S xì hay là dấu cộng. Mặt có chữ là mặt ngửa, là âm, ký hiệu là N hay là dấu trừ. Tại sao mặt sấp lại là dương, mặt ngửa lại là âm? Thì tôi chưa thấy tài liệu nào giải thích cái điều này. Nhưng chúng ta có thể hiểu như sau. Trong phạm vi âm dương thì nhẫn là dương mà nhám là âm, hay là đẹp là dương, xấu là âm. Thì mặt có hình nó nhẵn hơn so với mặt có chữ. Mặt có chữ thì nhám hơn so với mặt có hình. Cho nên mặt có hình là dương và mặt có chữ là âm. Ý nghĩa của 3 đồng tiền, 3 đồng xu âm dương, thì cổ nhân căn cứ vào cái gì mà sáng tạo ra cái cách gieo quẻ bằng đồng xu? Thì cái căn cứ đầu tiên đó là mỗi đồng tiền được chia thành mặt hình là dương, mặt chữ là âm. Nó tượng trưng cho hai cái khí âm dương trong trời đất. Căn cứ thứ hai, 3 đồng tiền nó tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân. Mà bản thân mỗi đồng tiền cũng tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân. Như là cái viền hình tròn thì tượng trưng cho trời. Lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Đây là chính là thuyết trời tròn đất vuông. Và cái phần giữa cái viền ngoài và cái lỗ vuông thì tượng trưng cho nhân. Do đó một đồng tiền nó cũng tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân. Và căn cứ thứ ba thì 3 đồng tiền nó phản ánh cái vũ trụ quan, tức là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo đức kinh của lão tử. Ở phần ý nghĩa này đã nói rõ cái cơ sở lý luận của việc sáng tạo ra cách gieo quẻ bằng đồng xu của cổ nhân, và được thực tiễn chứng minh qua rất nhiều ví dụ cụ thể sử dụng phép gieo quẻ bằng đồng xu trong các tác phẩm của các nhà dịch học nổi tiếng mà các bạn đã biết. Về cách gieo quẻ, thực hiện gieo quẻ như thế nào? Cái cách gieo là nắm 3 đồng xu trong tay, úp kín hai tay lại, sau đó chúng ta phồng tay lên rồi lắc đồng xu trong tay. Lắc lên lắc xuống khiến cho các đồng xu nó tạo ra cái ma sát, sản sinh ra cái từ trường tương thông với tâm linh. Sau khi lắc vài lần thì chúng ta thả xuống đĩa hoặc khay có đáy bằng. Chúng ta nhớ là tránh thả xuống vật mềm. Rồi sau đó chúng ta xem và ghi lại cái tình hình sấp ngửa của 3 đồng tiền. Sau đó chúng ta lại đặt đồng xu trở lại trong tay và tiếp tục gieo và ghi lại cho đến lần thứ 6 thì kết thúc. Về cách ghi thì chúng ta ghi theo thứ tự các lần gieo từ dưới lên trên. Và cái việc ghi đồng sấp đồng ngửa theo nguyên tắc là gì? Là mặt sấp thì ghi trước, mặt ngửa thì ghi sau. Từ đó chúng ta đếm cái số mặt sấp nó xuất hiện để xác định cái hào âm dương. Chúng ta chỉ cần đếm số hào sấp thôi là được. Nếu như số hào sấp mà là số chẵn thì đó là hào âm. Nếu số hào sấp mà là số lẻ thì đó là hào dương. Cụ thể như sau.
không có mặt sấp nào, thì đó chính là hào âm động. Chúng ta có thể hiểu số 0 mặt sấp ở đây chính là số chẵn. Ký hiệu là dấu gạch chéo. Nếu như có một mặt sấp thì là hào dương, ký hiệu dấu vạch liền. Nếu như có hai mặt sấp là hào âm, ký hiệu là vạch đứt. Và nếu như có ba mặt sấp thì là hào dương động, ký hiệu là O. Và chúng ta lưu ý rằng trong thực tiễn thì thường dùng ký hiệu là X để đánh dấu cái vị trí của hào động. Đây là cách tôi thường dùng. Dùng cách này thì chúng ta nhìn cái quẻ nó dễ dàng hơn. Hào dương mà động thì buộc phải biến thành âm, và hào âm động sẽ biến thành hào dương. Các bạn lưu ý cái điều này. Tức là cứ có hào động thì sẽ có hào biến. Cái hào động mà biến ra thì được gọi là hào biến. Và có hào biến đương nhiên sẽ có gì? Có quẻ biến. Tôi xin đi vào một ví dụ cụ thể. Tôi gieo lần thứ nhất được 2 đồng sấp 1 đồng ngửa. Tôi đếm cái số đồng sấp. Tôi ghi sấp sấp ngửa trước. Vì số đồng sấp là có 2 đồng sấp cho nên tôi được vạch đứt, tức là hào âm. Lần gieo thứ 2 được 1 đồng sấp 2 đồng ngửa. Tôi ghi sấp ngửa ngửa. Số đồng sấp có 1 hào, số lẻ nên là hào dương, tức là 1 vạch liền. Lần thứ 3 gieo được 3 đồng sấp 0 đồng ngửa. Tôi ghi sấp sấp sấp, tôi được hào dương động, ký hiệu chữ O. Lần thứ 4 tôi gieo được 0 đồng sấp 3 đồng ngửa. Tôi ghi ngửa ngửa ngửa. Không có đồng sấp nào thì đó là hào âm động. Tôi ghi chữ X hay là dấu chéo. Lần thứ 5 tôi được 1 đồng sấp 2 đồng ngửa. Tôi ghi sấp ngửa ngửa. Có 1 đồng sấp là số lẻ nên là hào dương. Lần thứ 6 tôi được 1 đồng sấp 2 đồng ngửa. Tôi ghi sấp ngửa ngửa. Tôi được hào dương. Từ đó tôi được quẻ chính là quẻ thuần tốn. Có động thì có biến. Quẻ thuần tốn động hào 3 và hào 4. Hào 3 là dương động thì biến thành âm. Hào 4 âm động thì biến thành dương. Tôi được quẻ biến là quẻ thiên thủy tục. Đây là về mặt cách ghi, về mặt lý thuyết. Còn thực tế thì tôi ghi trên giấy như sau. Quẻ thuần tốn hào 3 tôi vẫn ghi là vạch liền hào dương. Hào 4 âm động tôi vẫn ghi là vạch đứt, nhưng tôi tích hai dấu nhân ở bên cạnh để hiểu rằng hào 3, hào 4 là hào động. Cách ghi này thì dễ nhìn hơn. Nhìn một cái tôi biết ngay là đây là quẻ thuần tốn. Nó dễ nhìn hơn so với cách ghi trên lý thuyết là dấu O và dấu X ở trên. Và thuần tốn đương nhiên động âm động thì biến dương, dương động biến âm. Chúng ta được quẻ thiên thủy tụ. Và kết thúc gieo quẻ, chúng ta ghi rõ giờ ngày tháng năm gieo quẻ. Như vậy là hoàn thành cái bước gieo quẻ bằng đồng xu. Một số lưu ý. Lưu ý thứ nhất là cái việc gieo quẻ bằng đồng xu để dự đoán lục hào. Đây là cái phương pháp gieo quẻ cơ bản nhất. Nó có lý luận rất là hoàn chỉnh, đã được nêu ở ý nghĩa của ba đồng xu âm dương, đã được các bậc tiền bối hướng dẫn sử dụng. Do đó, chúng ta không nên tùy tiện sáng tạo các cái cách gieo quẻ khác mà không có lý luận về mặt lý thuyết và thực tiễn để chứng minh. Lưu ý thứ hai là cái mốc tính ngày gieo quẻ, tức là lúc 00 giờ 00 phút, tức là giờ Tý đấy. Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ được cái chú ý này. Tôi giả định là ngày 18 là ngày Tuất, ngày 19 là ngày Hợi. Thì cái mốc 00 giờ 00 phút là cái mốc thời gian giao giới giữa ngày Tuất và ngày Hợi. Nếu chúng ta gieo quẻ vào lúc 23 giờ 15 phút thì cái ngày gieo quẻ được tính vào ngày Tuất, mặc dù là giờ Tý của ngày Hợi nhưng được tính vào ngày Tuất. Còn nếu chúng ta gieo quẻ vào lúc 00 giờ 15 phút thì được tính vào ngày Hợi. Điều này nó có sự khác biệt so với cách gieo quẻ
căn cứ vào thời gian, tức là lập quẻ theo thời gian. Lập quẻ theo thời gian thì cứ giờ tí là của ngày tiếp theo, của đầu ngày tiếp theo. Nhưng trong cách gieo quẻ bằng lục hào, giờ tí chúng ta cần phải phân biệt cái mốc giao giới 00 giờ, trước 00 giờ cho đến 11 giờ, tức là 11 giờ đêm, tức là 23 giờ. Thì chúng ta tính vào ngày trước, còn sau cái mốc 00 giờ thì tính vào ngày tiếp theo. Cái lưu ý thứ ba, trường hợp mà khi gieo quẻ đồng xu mà rơi xuống đất, tức là nó văng ra khỏi đĩa thì xử lý như thế nào? Thì trường hợp này chúng ta cũng không cần gieo quẻ lại, đồng xu rơi ra vẫn được tính như thường lệ. Còn trong trường hợp đồng xu rơi mà nó lại ở vị trí dựng đứng, nó không nằm xuống, thì cái mặt nào mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên thì mặt đó được tính. Cái lưu ý thứ tư là người hỏi mà và người gieo quẻ mà lại ở hai nơi khác nhau, ở hai quốc gia khác nhau, hai múi giờ khác nhau. Hoặc là người hỏi và người gieo quẻ, một người ở nước ngoài, một người ở trong nước, thì cái thời gian gieo quẻ được tính như thế nào? Thì trong trường hợp này, cái thời gian gieo quẻ được tính theo cái người mà gieo cái quẻ bằng đồng xu đó. Tức là nếu người hỏi là A mà ở nước ngoài, người A mà lại tự gieo quẻ, thì lấy thời gian nơi người A cư trú hay là người A gieo quẻ. Còn nếu trường hợp dự chắc sư ở trong nước mà gieo quẻ hộ, khi người A mà nhắn tin gọi điện, thì lấy thời gian nơi dự chắc sư gieo quẻ. Cái lưu ý tiếp theo, đó là cái việc gieo quẻ có thể có hào động hoặc là không có hào động. Quẻ mà không có hào động thì đương nhiên nó sẽ không có quẻ biến, không có hào biến. Thì quẻ đó được gọi là quẻ tĩnh. Tôi lấy ví dụ, tôi gieo từ lần 1 cho đến lần 6 mà không có hào động, và tôi được quẻ hỏa thủy vị tế. Quẻ này không có hào động nên được gọi là quẻ tĩnh. Trường hợp quẻ mà có một hào động thì được gọi là quẻ độc phát. Tôi lấy ví dụ như là tôi gieo từ lần 1 đến lần 6 tôi được quẻ hỏa thủy vị tế mà động hào 4. Chỉ có duy nhất hào 4 này động thôi. Nó biến ra quẻ sơn thủy mông. Thì cái quẻ hỏa thủy vị tế này được gọi là quẻ độc phát. Cái khái niệm độc phát này nó chỉ có trong cái phép dự đoán bằng lục hào, các bạn lưu ý nhé. Còn trong cái phép gieo quẻ căn cứ vào giờ, tức là phép gieo quẻ theo thời gian, thì không có cái khái niệm độc phát. Mặc dù cái quẻ gieo quẻ bằng thời gian nó chỉ duy nhất có một hào động thôi, nhưng không được gọi là độc phát. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái khái niệm độc phát trong cái dự đoán lục hào này, nó là cái khái niệm để so sánh với cái việc là không có hào động hay là có nhiều hào động. Vì có sự so sánh thì mới có độc phát, tức là một hào phát động, hay là hai hào phát động, hay là ba hào phát động, vân vân. Còn trong cái cách gieo quẻ bằng thời gian thì gieo kiểu gì nó cũng chỉ có một hào duy nhất nó phát động. Nó không có sự so sánh với nhiều hào phát động hay là không có hào nào phát động. Do đó cái khái niệm độc phát là nói đến cái phương pháp gieo quẻ bằng lục hào. Còn khái niệm độc phát, còn trong cái cách gieo quẻ bằng thời gian thì không có khái niệm độc phát, các bạn lưu ý điều này. Trong trường hợp quẻ có 5 hào động thì quẻ đó có duy nhất một hào không động thì được gọi là quẻ độc tĩnh. Tôi xin lấy ví dụ, tôi gieo được quẻ thủy lôi chuân. Xin lỗi, tôi gieo được quẻ hỏa thủy vị tế. Nó động hào 1, 2, 4, 5, 6. Thì có duy nhất hào số 3 là không động. Quẻ này động biến ra quẻ thủy lôi chuân. Thì quẻ này nó có duy nhất một hào tĩnh, cho nên được gọi là quẻ độc tĩnh. Bài học về cách gieo quẻ bằng đồng xu ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.